Công ty viễn thông EE đem mạng lưới 4G đến cho Anh Quốc. Thời đại 4G ở Anh Quốc cuối cùng cũng đã đến, một chút trễ hơn so với các thị trường khác và với một số hạn chế đáng chú ý. Chỉ có duy nhất nhà điều hành điện thoại di động mới được đổi tên EE hiện đang cung cấp dịch vụ 4G, nhưng sẽ chỉ bao phủ cho khoảng 1/3 dân số. Ông Mo Alera là giám đốc bán hàng của công ty, cho biết công ty đang tung ra tại 11 thành phố trên khắp nước Anh và đến Giáng sinh thì mạng lưới 4G sẽ có mặt tại 16 thành phố và công ty kỳ vọng vùng phủ sóng sẽ bao gồm khoảng 20 triệu dân số vào Giáng sinh. Công ty EE là một liên doanh giữa công ty Orange của France Telecom và công ty T-Mobile của Deutsche Telekom. Sự khởi động này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi cơ quan quản lý Anh Quốc Ofcom đã cho phép tái sử dụng phổ tần hiện có cho hệ thống 4G. Các đối thủ Vodafone và O2 cần phải xin một phổ tần mới trong một cuộc đấu giá vào đầu năm tới. Với các dịch vụ 4G đã được thiết lập và hoạt động tại hơn 40 quốc gia, khởi động này cũng cho thấy thời thế đã thay đổi như thế nào. Hệ thống 4G nhanh hơn 3G gấp 5 lần, nhưng công ty EE đưa mức giá từ 10 đến 20% cao hơn so với mức giá 3G cho các dịch vụ tương đương, với một mức giá khởi đầu là 36 bảng Anh một tháng với 500 MB dữ liệu. Tuy nhiên, đây là một sản phẩm mới ra thị trường, tương tự như một máy DVD vào năm 1997 có mức giá là 900 bảng Anh. Nay, với 10 Mỹ Kim, bất cứ ai cũng có thể mua được một máy DVD. Tuy có một số các khách hàng 4G tại cửa hàng của EE trên Oxford Street, nhưng cũng không có một hàng dài người xếp hàng trước cửa tiệm. Tuy nhiên, ông Alera cho biết có hàng trăm ngàn khách hàng đã ghi danh sự quan tâm của họ trên trang mạng của EE.